Mọi người dậy từ lúc 4 giờ sáng và đang đi một cái công đoạn chinh phục khó nhất. Đó, các bạn thấy mọi người này phải leo này, 100 đá này. Đó, các bạn thấy một men leo núi mới vừa giơ tay lên các bạn không? Đó. Các bạn thấy là phải dắt nhau đi nè. Các bạn thấy xin chào cả nhà. Đi bán gỗ mà không bán gỗ mà lo đi leo núi này các bạn thấy không? 4 giờ sáng này. Bò luôn. Đi bán cơm gà nè. Đi bán cơm gà các bạn thấy bụng bự không mà vẫn leo núi nè. Leo núi vẫn ngọt nè. Rồi các bạn thấy nguyên cái nhóm này đứng nhìn người khác leo nè. Ồ, cái nhóm này đứng nhìn người khác leo mà chưa dám leo nè. Để cho bạn biết. Ok. Các bạn thấy là xuất hiện rất là nhiều nhân vật. Giờ này là đi từ 4 giờ sáng giờ này là khoảng 5 giờ sáng nha các bạn ơi. Lúc này các bạn thấy rất là nhiều khỉ. Khỉ nhiều ghê có luôn. Vâng. Đó. Cơm gà này các bạn thấy không lo đi bán cơm gà mà lo đi leo núi. Đó. Ok chưa? Nhìn tướng vậy chứ leo núi giỏi lắm nha. Đó các bạn thấy mọi người leo rồi. Đoàn tới 80 người lận. Một số người đã leo ra trước rồi các bạn. Còn đây các bạn thấy nè. Nhỏ này từ lớn lên là nó sống dưới núi rừng. Nên là các bạn thấy nó leo một cái thế nó rất là hay. Đó là Ok chưa? Lát các bạn để ý cái mông sao của nó nha. Có những người sau khi đi chương trình này xong về thì mắt nó mắc một cái mông. Một cái mông nó khuyết mắt tiêu luôn. Ok. Vừa dày da chân dày da mông nữa. Đó, nè các bạn thấy cụ thể nhỏ này nè các bạn thấy không? Đó. Nó leo bằng cái thế mông các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy cái thế mông không? Rất là tuyệt vời đúng không? Thú vị đúng không? Mọi người đang chinh phục từng bước một theo đúng hành trình của mình. Từng bước một. Ai cũng phải đi hết. Và ngoài các bạn ngoài kia sóng biển vỗ dập về. Chuẩn bị đón ánh mặt trời lên. Ánh mặt trời nó sẽ đi cái hướng này các bạn thấy giờ đó. Nó chuẩn bị để ánh mặt trời lên đó. Dự kiến là khoảng 5 giờ rưỡi là mặt trời nó nhú lên chỗ này nè. Ở đây là điểm cực đông mà. Điểm mặt trời nó chạm vô đó. Rồi mình sẽ thông tin lại cho các bạn những cái đoạn video sau nha. Bye bye các bạn.